6 bí quyết quan trọng khiến anh ấy lo lắng về việc mất bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi, nơi chúng tôi khám phá những vấn đề trong các mối quan hệ tình yêu và hôn nhân. Nơi chúng tôi có thể chữa lành tâm hồn đang mệt mỏi của bạn. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hữu ích khác trên kênh của chúng tôi nhé. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, sẽ có những thời điểm bạn cảm thấy bản thân dường như không còn là ưu tiên hàng đầu của người kia, hay thậm chí là bị bỏ quên. Cảm giác này có thể khiến bạn cảm thấy buồn bã, tổn thương và tự hỏi liệu mình có còn quan trọng trong cuộc sống của họ hay không. Nhưng sự thật là, tình yêu không phải lúc nào cũng nồng nhiệt như thuở ban đầu. Cảm xúc phai nhạt, thói quen và sự quen thuộc dần thay thế cho lãng mạn lúc mới yêu, khiến cho đối phương có thể trở nên vô tâm hơn, không còn để ý đến những điều quan trọng trong mối quan hệ, như quên ngày kỷ niệm của hai người, quên ngày sinh nhật bạn. Tuy nhiên, thay vì chịu đựng hay cãi vã căng thẳng, thì hãy có những bí quyết sống, giúp đối phương nhận ra giá trị của bạn, đồng thời cũng giúp bạn nâng cao tự tin và khí chất của riêng mình. Bởi vì đôi lúc, chúng ta thường quên đi những điều quý giá trong cuộc sống, khi đã có được nó một cách dễ dàng, và chỉ khi cảm nhận sự mất mát hoặc nguy cơ đánh mất, ta mới bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của điều đó. Như câu nói nổi tiếng, đôi khi chúng ta không biết quý trọng điều gì, cho đến khi thực sự mất nó. Mặc dù không ai muốn phải đi đến mức độ chia tay mới có thể khiến người kia thức tỉnh, nhưng điều quan trọng là bạn biết cách khiến anh ấy tự nguyện nhận ra rằng bạn là người mà anh ấy không bao giờ muốn mất đi. Dưới đây là 6 bí quyết để không chỉ khơi dậy tình cảm, mà còn khiến anh ấy hiểu rằng bạn chính là phần không thể thiếu trong cuộc đời anh ấy và khiến chàng lo sợ mất bạn. Một, hãy buông bỏ cơn giận dữ, biết giá trị chính mình. Người ta hay nói đùa với nhau rằng, phụ nữ sau khi kết hôn bỗng dưng biến thành sư tử. Bởi cô ấy luôn la hét, luôn cằn nhằn, luôn giận dữ. Từ một người phụ nữ luôn dịu dàng, ấm áp, cô ấy bắt đầu ghen tuông, kiểm soát, tra hỏi người đàn ông đi đâu, làm gì, với ai, vì sao cả ngày không quan tâm tới cô ấy. Khi cảm giác bị coi thường hoặc không được trân trọng xuất hiện, điều dễ xảy ra nhất là cơn giận, bạn có thể cảm thấy tổn thương, thất vọng và mong muốn đối phương hiểu rõ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, cơn giận không phải là cách hiệu quả để thay đổi tình huống. Bạn càng phàn nàn, càng giận dữ càng khiến đàn ông ngày càng chán ngán bạn. Đàn ông sợ nhất là kiểu người phụ nữ nói nhiều hay càm ràm, trách móc, giận dỗi suốt ngày. Dù biết rằng, khi yêu chúng ta luôn muốn đối phương hiểu được mong muốn của mình, như muốn anh ấy quan tâm bạn hơn, muốn anh chàng thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho bạn, đi đâu cũng báo cáo với bạn để bạn có thể biết tình trạng của anh chàng, để bạn có thể cảm thấy an tâm hơn. Nhưng bạn lại không biết rằng, càng kiểm soát đàn ông, bạn càng trở nên kém hấp dẫn trong mắt họ. Bạn đang đặt mình vào vị trí theo đuổi đối phương và luôn lo sợ mất anh ta. Vậy thì thử hỏi làm sao họ còn có thể thấy được giá trị và trân trọng bạn hơn? Bởi lẽ, bạn suốt ngày đi theo níu giữ họ, ghen tuông với các cô gái khác, lo sợ họ sẽ bỏ rơi bạn, thì dù bạn có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa, cũng luôn nhận lại sự xem thường của đàn ông, bởi lẽ bạn đang hành xử không có giá trị bản thân. Bạn hoàn toàn phụ thuộc tình cảm vào họ, bạn trở nên bất an, kiểm soát và hay giận dữ. Thay vì tiếp tục phàn nàn hay chìm trong cảm giác tức giận, hãy buông bỏ và tìm lại giá trị của chính mình. Việc liên tục tra hỏi và trách móc đối phương, như sao anh làm gì cả ngày mà không nhắn tin cho em? Sao anh không nghe điện thoại? Sao không quan tâm tới em, anh đi với con nào? Khiến bạn trở nên thiếu hấp dẫn trong mắt anh ta và vô tình tạo khoảng cách giữa hai người. Để anh ấy thực sự lo lắng về việc mất bạn, điều quan trọng là thể hiện sự tự tin, không phải thông qua cơn giận mà qua thái độ bình thản. Kiên định của bạn, khi bạn kiềm chế được cảm xúc và hiểu rõ giá trị của mình, bạn sẽ cho anh ấy thấy rằng bạn không cần phải tranh cãi để thể hiện giá trị của bạn. Sự điềm tĩnh của phụ nữ chính là sức mạnh. Khi họ không cần phải nói gì mà người khác vẫn cảm thấy sự hiện diện của họ. Phụ nữ thông minh không phán xét hay phàn nàn, họ khiến người khác phải lo lắng vì sợ mất họ. Hãy có giá trị và tự trọng của riêng bạn, thay vì suốt ngày đu bám, nhắn tin liên tục cho họ khiến bạn trở nên nhàm chán. Hãy sống cuộc sống độc lập của riêng mình, trở nên bận rộn hơn, đọc thêm sách, học thêm kỹ năng như nấu ăn,
làm đẹp, vẽ tranh. Hãy độc lập tài chính, có công việc để phấn đấu. Người phụ nữ quyến rũ là người phụ nữ không sống phụ thuộc vào người khác cả về vật chất lẫn tinh thần. Dù cho bên cạnh bạn có một người đàn ông giàu có, anh ta bảo sẽ có thể nuôi bạn cả đời, cho bạn cuộc sống sung túc, thì cũng đừng vì vậy mà phụ thuộc hoàn toàn vào anh ta. Bạn có dám chắc, anh ta sẽ nuôi bạn cả đời mà không cho rằng bạn ăn bám hay không? Lúc vui vẻ, hạnh phúc thì không sao, nhưng khi công việc anh ta gặp biến cố, tài chính khó khăn, công việc áp lực, thì việc bạn quanh quẩn ở nhà trở thành gánh nặng với anh ta. Vậy nên, yếu tố đầu tiên để đàn ông lo lắng sợ mất bạn là hãy có giá trị của riêng mình, hãy trở thành người phụ nữ mà đàn ông khao khát có được, có sự tự tin, độc lập tài chính, không cằn nhằn, giận dữ và quan trọng đừng chạy theo níu giữ đàn ông, mà hãy để anh ấy ra sức để giữ bạn bên cạnh mình. Như vậy anh ta mới luôn trân trọng và cảm thấy may mắn khi có được bạn. Ưu tiên cho cuộc sống của bản thân. Hãy luôn nhớ rằng, dù bạn còn độc thân hay đã kết hôn, dù là người phụ nữ trẻ trung, nhiều người theo đuổi hay đã bước vào một mối quan hệ chính thức, thì cũng đừng bao giờ quên việc phải luôn yêu thương bản thân mình. Trong cuộc sống, có thể bạn sẽ gặp nhiều người, trải qua nhiều mối quan hệ. Nhưng người quan trọng nhất, người mà bạn cần yêu thương nhất chính là bản thân mình. Đừng bao giờ đánh mất giá trị của chính mình vì bất kỳ ai. Đừng bao giờ từ bỏ công việc, đam mê riêng chỉ để lui về làm một người vợ, người mẹ toàn thời gian. Để rồi một ngày nhìn lại, chỉ thấy chồng bạn ngày càng phong độ, thăng tiến, còn bạn đầu bù tóc rối với con cái, bếp núc và thụt lùi so với thế giới ngoài kia. Bạn không còn cùng tần số với chồng, không bắt kịp xu thế để giao tiếp với đối phương, mà chỉ quanh quẩn những câu chuyện tả sữa, tiền nong. Thân hình bạn cũng không còn thon gọn, cơ thể không thơm tho mà chỉ toàn mùi sữa. Đồng ý rằng, làm vợ làm mẹ là thiên chức cao quý của người phụ nữ, nhưng cũng đừng vì vậy mà hy sinh toàn bộ cuộc sống, mà quên mất chính mình. Đàn ông càng thành đạt, càng khao khát người phụ nữ bên cạnh cũng phải có ngoại hình tương xứng. Vì phụ nữ như món trang sức của đàn ông, vì vậy mà nhiều trường hợp ngoại tình đã xảy ra, dù rằng người vợ ở nhà đã hy sinh cả sự nghiệp và dành toàn bộ thời gian để vun vén gia đình. Nhưng khi thành công rồi, có mấy người đàn ông còn nhớ sự tần tảo của vợ mình. Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão. Khi gian khó, người phụ nữ luôn đồng hành đồng cam cộng khổ với anh ta. Nhưng khi giàu có hơn, anh ta lại đi bao nuôi những cô gái trẻ đẹp. Và cuối cùng người tổn thương, đau đớn nhất vẫn là người phụ nữ. Chính vì vậy, phụ nữ để hạnh phúc hãy là một người biết yêu bản thân mình trước tiên, luôn ưu tiên cuộc sống của bạn, theo đuổi đam mê, duy trì sự nghiệp và không từ bỏ chính mình vì bất cứ ai. Một người đàn ông thực sự yêu bạn, anh ta sẽ yêu tất cả mọi thứ mà bạn có, chứ không ích kỷ bắt bạn phải từ bỏ sở thích hay công việc vì anh ta. Dù có đang đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu, hãy luôn chừa cho mình một con đường lui, vì hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu bạn từ bỏ công việc hay gia đình để chạy theo tình yêu, thì khi cuộc tình đó không may đổ vỡ, bạn còn lại gì cho chính mình ngoài những tổn thương chằng chịt hằn sâu trong tim mình? Bạn còn nơi nào để trở về, còn chỗ dựa nào để bám víu? Vậy nên, hãy nhớ rằng, để đàn ông nhận ra giá trị của bạn và luôn lo lắng sợ mất bạn. Đừng bao giờ để ai trở thành toàn bộ thế giới của bạn. Hãy tạo dựng cuộc sống riêng mình và khiến người khác mong muốn được ở trong thế giới ấy. Hãy ưu tiên bản thân mình trước tiên, yêu thương bản thân mình nhất và không đu bám, níu kéo một người không còn xứng đáng với tình cảm của bạn. Ba, làm cho vẻ ngoài của bạn trở nên quyến rũ. Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Câu nói này vẫn muôn đời đúng. Dù đã là gì của nhau đi chăng nữa, con người ta vẫn thích nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ. Và hãy nhớ rằng, phụ nữ như món trang sức của đàn ông. Và đàn ông sẽ vô cùng tự hào khi đi bên cạnh mình là một cô người yêu hay một người vợ quyến rũ, biết chăm sóc bản thân và cuốn hút trong mắt người khác. Khi bạn biết chăm chút cho ngoại hình của mình, không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn tạo ra sự ngưỡng mộ từ người bạn đời. Đừng nghĩ rằng chỉ khi mới yêu, vẻ bề ngoài mới cần được chăm chút. Thực tế, điều này càng trở nên quan trọng trong những mối quan hệ lâu dài. Việc quan tâm đến ngoại hình không có nghĩa là bạn phải thay đổi bản thân hoàn toàn, mà là biết cách thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình.
như việc chọn trang phục phù hợp để tôn lên nét quyến rũ trên cơ thể bạn, chăm sóc tóc, da và duy trì vóc dáng cân đối. Sự thay đổi nhỏ về phong cách ăn mặc hay cách trang điểm có thể tạo ra một làn gió mới trong mối quan hệ, khiến anh ấy không thể ngừng chú ý đến bạn. Đôi khi, ở bên nhau lâu, có thể khiến đối phương quên mất lý do ban đầu họ bị cuốn hút vào bạn. Khi bạn biết làm mới mình, dù là bằng một kiểu tóc mới hay bộ trang phục tươi tắn, bạn đang nhắc nhở anh ấy về vẻ đẹp và sự quyến rũ của bạn. Cho anh ta hiểu được rằng, bạn vẫn còn rất thu hút trong mắt người khác. Điều này sẽ làm cho anh ấy không chỉ yêu bạn hơn, mà còn có cảm giác lo sợ việc mất đi một người phụ nữ xinh đẹp và tự tin. Bởi anh ta biết rằng, ngoài anh ta sẽ có vô số người đàn ông khác khao khát có được bạn. Ngoài ra, việc có ngoại hình quyến rũ cũng khiến bạn trở nên tự tin hơn. Bạn không còn quá bất an và luôn tự hỏi rằng không biết anh ta có đang tán tỉnh ai khác xinh đẹp hơn mình không. Khi chăm chút cho ngoại hình, cũng là khi bạn nhận thức rõ giá trị của chính mình. Bạn hiểu được rằng, giá trị thực sự của một người phụ nữ không chỉ ở vẻ ngoài quyến rũ, mà còn bao gồm cả trí tuệ và cách hành xử tự trọng trong một mối quan hệ. Khi ấy, dù cho có một người phụ nữ khác xinh đẹp hơn xuất hiện, bạn cũng tự tin với khí chất của riêng mình. Bởi hãy thử tưởng tượng mà xem, một người phụ nữ cho dù vẻ ngoại có sexy đến đâu chăng nữa, nhưng sau khi tiếp xúc, đàn ông nhận ra, ngoài khuôn mặt xinh đẹp, cô ta hoàn toàn nhạt nhẽo, không có chiều sâu, không trí tuệ, không có kỹ năng giao tiếp, thì cũng khiến anh ta mau chóng mất hứng thú với cô nàng, hoặc cũng chỉ vui chơi qua đường. Vậy nên, để đàn ông luôn yêu bạn, luôn ra sức giữ bạn bên cạnh, hãy là một người phụ nữ biết chăm sóc cho ngoại hình và không ngừng trau dồi cho trí tuệ. Biến mình thành một người phụ nữ vạn người mê. Duy trì các mối quan hệ xã hội chất lượng. Thay vì lo lắng suy nghĩ làm sao để đàn ông sợ mất mình, bạn có thể dành thời gian cho các mối quan hệ khác ngoài tình yêu. Việc mở rộng mối quan hệ sẽ giúp bạn có thêm nhiều niềm vui, cũng như những sự trợ giúp trong cuộc sống. Khi dành thời gian cho các mối quan hệ chất lượng như bạn bè, đồng nghiệp hay gia đình sẽ khiến bạn không còn cảm giác lo lắng mình đang yêu nhiều hơn đối phương. Đối phương không phải tất cả cuộc sống của bạn mà chỉ là một phần trong đó. Dù bạn có yêu đối phương nhiều như thế nào đi chăng nữa, cũng đừng suốt ngày bám dính lấy anh ấy, sẽ khiến đối phương cảm thấy nhàm chán vì sự có mặt của bạn. Hãy cho nhau không gian, cho anh ấy thời gian, để cảm nhận sự thiếu vắng của bạn và nhớ bạn. Đàn ông sợ nhất là những người phụ nữ nhàn rỗi, đu bám và tẻ nhạt. Khi bạn có các mối quan hệ chất lượng khác, cuộc sống của bạn sẽ trở nên phong phú hơn, nhân sinh quan đa dạng hơn. Bạn có nhiều trải nghiệm, có chiều sâu và có cuộc sống thú vị. Khi gặp nhau, hai bạn sẽ có nhiều chủ đề để trò chuyện, khiến đối phương muốn dành nhiều thời gian hơn cho bạn, muốn ở lâu hơn trong cuộc sống của bạn. Thay vì việc bạn chỉ có một mình anh ấy, bạn không có bạn bè thân thiết, không có gia đình gần bên. Anh ấy là tất cả niềm vui của bạn, là trung tâm của cuộc sống, là người mang đến niềm vui chính cho cuộc sống, thì hãy thử tưởng tượng, đến một ngày nào đó anh ấy rời đi, bạn sẽ trở nên như thế nào? Ngoài ra, khi bạn dồn hết sự chú ý vào một người đàn ông, bạn sẽ trở nên thiếu sức hút đối với anh ấy. Vì anh ấy biết rằng, dù anh ta có tệ bạc như thế nào, thì bạn vẫn ở đó chấp nhận anh ta. Ngược lại, khi bạn có các mối quan hệ xã hội chất lượng, có nhiều người tiếp cận bạn, sẽ khiến đối phương hiểu rằng, nếu anh ấy không cố gắng để tốt hơn với bạn, bạn sẽ dễ dàng từ bỏ anh ta mà chọn cho mình người xứng đáng hơn. Từ đó sẽ khiến anh ấy trân trọng bạn và luôn sợ mất bạn. Năm, kết nối với anh ấy về mặt tình cảm. Mối quan hệ bền vững không chỉ dựa trên sự lôi cuốn về mặt thể xác, mà còn phải có sự gắn kết về mặt tình cảm. Đàn ông thường có xu hướng che giấu cảm xúc hoặc không dễ dàng chia sẻ những lo âu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không khao khát sự thấu hiểu và đồng cảm. Để khiến anh ấy lo lắng về việc mất bạn, bạn cần kết nối với anh ấy ở mức độ sâu hơn về mặt cảm xúc. Hãy trở thành người không thể thay thế trong lòng anh ấy. Hãy tạo cho đối phương cảm giác tin tưởng, để anh ấy có thể chia sẻ cảm xúc mà không bị phán xét. Khi anh ấy cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu, tình yêu sẽ trở nên sâu sắc hơn. Thay vì chỉ tập trung vào những điều bề nổi như công việc hay các vấn đề hàng ngày, hãy cố gắng nắm bắt những cảm xúc ẩn sâu bên trong anh chàng. Từ những nỗi sợ hãi, áp lực cho đến những ước mơ thầm kín.
khi anh ấy nhận thấy bạn không chỉ là một người bạn đồng hành, mà còn là người hiểu rõ những góc khuất trong tâm hồn mình, anh ấy sẽ bắt đầu cảm thấy bạn là không thể thay thế. Một mối quan hệ có sự gắn kết về mặt cảm xúc luôn có sức mạnh lâu dài và bền vững hơn những mối quan hệ chỉ dựa trên những điều bên ngoài. Đàn ông thường khao khát bên cạnh mình là một người phụ nữ dịu dàng, biết lắng nghe mà không phán xét và có thể chạm vào những cảm xúc sâu thẳm bên trong mình. Sự thấu hiểu và chia sẻ không chỉ nuôi dưỡng tình yêu mà còn giúp nó bền vững. Khi bạn có thể thấu hiểu và đồng cảm với anh ấy, mối quan hệ sẽ trở nên sâu sắc hơn. Và sự sâu sắc này sẽ khiến anh ấy lo sợ việc mất bạn. Bởi không phải ai cũng có thể chạm đến được phần sâu kín trong con người anh ấy như bạn. Sáu, sẵn sàng bỏ đi. Cuối cùng, đây có lẽ là điều quan trọng và quyết định nhất trong mối quan hệ của bạn, sẵn sàng bỏ đi nếu mọi thứ không còn phù hợp với bạn. Điều này không có nghĩa là bạn nên rời bỏ mối quan hệ bất cứ khi nào có khó khăn, mà là bạn cần có lòng tự trọng đủ lớn để biết rằng bạn xứng đáng với một tình yêu và sự tôn trọng thực sự. Khi đàn ông nhận thấy bạn có thể rời bỏ mối quan hệ nếu không được coi trọng, điều này sẽ khiến anh ấy nghiêm túc nhìn lại cách mà anh ấy đối xử với bạn. Người phụ nữ biết giá trị của mình luôn là người có sức hút lớn nhất. Sẵn sàng ra đi là cách khẳng định rằng bạn không cần phải níu kéo ai để có được hạnh phúc. Thay vào đó, bạn chỉ sẵn lòng giữ lại những người thực sự trân trọng và yêu thương bạn. Đây là tâm lý học nghịch lý, khi bạn không sợ mất, người khác mới bắt đầu lo sợ việc mất bạn. Khi bạn sẵn sàng buông tay, điều đó thể hiện bạn không cần một mối quan hệ, chỉ để lấp đầy khoảng trống, mà bạn muốn có một mối quan hệ thực sự chất lượng. Đó chính là lý do cho việc vì sao phụ nữ càng buông, đàn ông càng yêu, càng ra sức níu giữ và trân trọng họ. Hãy biết khi nào là thời điểm để chấm dứt một mối quan hệ không phù hợp và không còn được trân trọng. Như việc sẵn sàng rời bỏ khi anh ta ngoại tình, sẵn sàng bỏ đi khi thấy anh ta ham nhậu nhẹt, cờ bạc, sẵn sàng chia tay khi anh ta có xu hướng bạo lực, chửi mắng, xúc phạm bạn. Đừng vì sự quen thuộc, gắn bó quá lâu với anh ta mà chấp nhận mọi điều anh ta làm với bạn, không dám bước ra khỏi cuộc tình đó. Để rồi sau đó bước vào một cuộc hôn nhân đen tối, với những đêm khóc thầm vì chồng đi với nhân tình trẻ. Những ngày tháng mất ăn mất ngủ vì chồng nợ nần, cờ bạc. Khi yêu, phụ nữ thường yếu đuối và mù quáng, nghĩ rằng sẽ không thể sống thiếu đối phương được. Vì yêu anh ta, nên nghĩ rằng sẽ có thể thay đổi được anh ta. Nhưng hãy nhớ rằng, không bao giờ có thể thay đổi được một người đàn ông, ngoại trừ việc chính anh ta muốn thay đổi tốt hơn để phù hợp với bạn. Chính vì vậy, thay vì cố gắng thay đổi đối phương, hãy quay về thiết lập các giới hạn trong đời sống tình cảm của bạn ngay từ đầu. Khi bạn là một người có giới hạn, sẵn sàng rời bỏ mối quan hệ, bạn sẽ khiến đối phương luôn lo sợ mất bạn và sẽ cố gắng tốt hơn để xứng đáng với giá trị của bạn. 8. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau đi qua 6 bí quyết để khiến anh ấy lo lắng về việc mất bạn. Những điều này không chỉ giúp bạn nhắc nhở đối phương về giá trị của mình, mà còn giúp bạn trở thành một người phụ nữ khí chất, tự tin và độc lập hơn. Hãy nhớ rằng, một mối quan hệ bền vững là sự tôn trọng và trân trọng lẫn nhau. Khi bạn biết cách yêu thương và chăm sóc bản thân, bạn sẽ lan tỏa sự tự tin và sức hấp dẫn, khiến người ấy nhận ra rằng bạn là điều quý giá không thể mất đi. Tình yêu không chỉ là việc yêu người khác, mà còn là việc biết yêu chính mình, biết khi nào cần nhẫn nại và khi nào cần buông bỏ. Và quan trọng nhất, bạn xứng đáng với sự trân trọng và tình yêu chân thành từ người ấy. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video hay và hữu ích đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video thú vị khác trên kênh của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!